Hello, chào các bạn, mình là Jenny đây. Và hôm nay mình sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn. Và thôi nào, mình đã đặt một cái trên Instagram. Câu hỏi đầu tiên là Jenny sang Mỹ bao nhiêu lần rồi? Mình đã sang Mỹ, mình nghĩ là 5 lần, 6 lần. Oh, và mình đã dán lại cái tường này rồi. Tuần trước nó rớt tùm lum ra. Bây giờ mình lấy cái keo mà rất là chắc mình dán lên để bây giờ nó dính luôn. Câu hỏi tiếp theo là chị thích sống bên Việt Nam hay là bên Mỹ? Mình mới ở đây cho một tháng và mình cũng chưa có đi học ở đây nữa, nên mình cũng chưa có biết. Trời ơi, tối quá. Ok, câu hỏi tiếp theo là chị có cảm nhận gì khi qua Mỹ không ạ? Mình thấy là nó cũng là như mình nghĩ thôi, là vì mỗi hè mình đều qua Mỹ nên mình cũng biết là nó sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ mình kiểu như là mình phải tự lập hơn là ở Việt Nam, là vì bên Mỹ như là cái gì cũng phải tự làm hết nên nó rất là khác. Câu hỏi tiếp theo là hồi mới qua Jenny có bị mất ngủ không? Mình cũng không có bị mất ngủ, giống như là mình không có ngủ trong máy bay nhiều á, nên khi mình tới là mình buồn ngủ mình ngủ luôn, nên mình không bị lệch giờ. Nên bây giờ mình đang ở nhà một mình cảm thấy rất là cô đơn, nhưng mình có thể nói thả ga. Yes, mình đang đói bụng. Hello. Bây giờ mình sẽ vừa làm đồ ăn trưa vừa trả lời câu hỏi của các bạn. Câu hỏi tiếp theo là chị chọn crop hay áo phồng ạ? Mình thích crop á, nhưng giống như là có cái crop nó crop tới đây nó không ổn. Mình thích cái crop mà nó crop tới đây. Hôm nay mình sẽ làm cái burrito. Câu hỏi tiếp theo là one thing you miss about Vietnam and one thing you don't miss at all. I really miss how I can just go anywhere. It's really hard to go places here. Like, because everything is really far away. But then, what I don't miss, I'd say the streets, because I'm really scared of crossing the road. I feel like I'm always gonna die, but I'm not gonna die. But then, I will die. Mình đã có cái vấn đề nữa. Cái mùi hơi bị lạnh. No. Câu hỏi tiếp theo là qua bên đó chị còn đi học không? Hiện tại thì là hè nên mình không đi học. Nhưng mình nghĩ là tháng 8 này mình sẽ vào học. Nhưng mình cũng không biết là học online hay là học ở trong trường, là vì hiện tại thì vẫn còn đang bị dịch. Yes. Mình không biết nên ăn quả bơ nào. Mình thích bóp bóp, coi là cái nào nó ổn á. Mình nghĩ cái này. Tất nhiên mình có cái đồ cắt bơ của mình. Câu hỏi tiếp theo là bạn giao tiếp ở trường bằng tiếng Anh hết? Thì ở trong trường thì mình đều giao tiếp bằng tiếng Anh hết. Giống như là các cô giáo là khuyến khích là không nên nói tiếng Việt với các bạn, là vì trong trường có nhiều người, nhiều nước khác nhau á, nên nói một thứ tiếng, nói tiếng Anh á, thì nó sẽ là mọi người có thể nói cùng với nhau hơn. Và mình đi với bạn mình cũng nói tiếng Anh không, là vì quen rồi. Ok, câu hỏi tiếp theo là ngoài chuối ra em còn thích quả gì nữa không? Thích quả bơ. Quả bơ là người yêu thứ hai của mình. Người yêu thứ nhất của mình là chuối, nhưng người yêu thứ hai của mình là bơ. Có thể mình thích bơ hơn chuối không? Mình không biết nữa. Mình đang cắt cái bơ mình ra. Mình sẽ dùng cái đũa này để kiểu như là cạo cạo nó ra. Mình dọn dẹp nó được. Bây giờ mình sẽ làm thêm cái này nữa. Câu hỏi tiếp theo là có đi cái ý định về thăm Việt Nam không? Mình chắc chắn sẽ thăm Việt Nam, chứ không phải là mình ở đây là không về, quên Việt Nam luôn. Bây giờ mình đang bỏ cái cục này nè. Bơ rất là ngon. Cái bơ này hôm nay rất to hơn bình thường. Bây giờ mình sẽ nạo cái này ra để ăn. Câu hỏi tiếp theo là Jenny là con một phải không? Không, mình có một anh trai chứ không phải là mình là con một. Mình là con hai. Nó ngon quá. Chỉ là mình cho cái này vào. Đây là fromager để cho nó ngon luôn. Trời ơi. Ta-da. Mình thấy nó nhìn cũng ổn nhưng bị rớt một cục ra rồi. Trời ơi, tối quá. Để mình di chuyển. Ok, bây giờ mình sẽ thưởng thức cái cụ cụ của mình. Nó hơi bị cháy xíu. Oh no. Đợi để mình ăn xong nữa. Và mình đã ăn xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ rửa chén. A few moments later. Hello, lại là mình ở đây. Và bây giờ mình sẽ trả lời thêm câu hỏi và làm cái nước này. Yes. Câu hỏi tiếp theo là chị edit có khó không? Vì em thấy chị edit video đỉnh cực. Xem video của chị là em cười rất nước mắt. Rửa cái mắt luôn. Nếu như mấy hôm nay mình quay video là mình thường quay vào thứ ba,
Xong rồi tối khuya thứ sáu mình đăng video. Và bình thường một video mất mình 3 ngày để edit, nhưng tổng cộng 3 ngày đó là mình nghĩ là mình edit cho khoảng 15 tiếng. Nếu như là video này thì mình edit sẽ nhanh hơn là vì mình nói trực tiếp. Nhưng nếu như video mà mình lồng tiếng và làm mấy cái xến xến á thì sẽ mất khoảng 12 tiếng tới 20 tiếng để edit. Cái video coi á nó cảm thấy mượt mượt á là vì nó mất mình rất là lâu để mình làm được như vậy. Vì mình không có đi mua trà sữa được nên mình sẽ làm trà sữa tại nhà. Vì mình không có đi mua trà sữa được nên mình sẽ làm trà sữa tại nhà. Mình sẽ dùng cái ly này để mình lấy nguyên liệu ra. Mình uống cái trà sữa, mình thưởng thức được từng cái nguyên liệu á, nên mình nghĩ là đây là những nguyên liệu để làm trà sữa. Thì đầu tiên thì mình có trà, đây là trà xanh ở trong chai, là vì mình rất là lười có cái bịch nó mà nhúng vào nước á. Nhưng xong rồi mình có sữa, đây là sữa nhưng mà là không có ngọt, đây là sữa almond. Và mình có sữa giống như là cái mà để cho vào cà phê á, nhưng mình nghĩ là người ta cho cái này vào là vì hôm đó mình đi uống trà sữa, mình hỏi người ta, xong người ta nói cái chữ creamer và cái này là creamer. Tiếp theo thì mình có mật ong để cho nó có một cái vị mật ong. Và mình có xương sáo, giống như là cái hộp xương sáo này, nhưng nó là cái này mình đổ vào đây. Yes. Ok, mình sẽ làm trước trong cái ly này, xong rồi mình sẽ đổ vào cái ly này. Trời. Để mình trả lời một câu hỏi đã. Ok, câu hỏi tiếp theo là Jenny có thể phát biểu cảm nghĩ về kỳ thi tuyển sinh. Mình không có cần thi tuyển sinh. Trường của mình á là lớp 9 là đã lên cấp 3 rồi, nên mình đã học cấp 3 rồi, chứ không phải là mình cần thi tuyển sinh để lên cấp 3. Nhưng mình chúc các bạn thi tuyển sinh có kết quả tốt. Đây là trà xanh. Rồi tiếp theo mình cho vào sữa. Rồi mình cho mật ong vào. No. Nguy hiểm quá. Ok, mình sẽ chụp nó lên. Cái vị nó không có đúng chút nào luôn. Mình nghĩ là mình cho thêm cái này vào nữa. Cũng hơi giống giống. Đầu tiên mình sẽ cho vào cái xương sáo. Ok, mình đã cho đá vào rồi. Và bây giờ mình sẽ cho vào cái nước lèo của mình. Wow. Mình đóng lại cái nắp để cho nó chuyên nghiệp. Yeah. Để mình trả lời một câu hỏi nữa. Câu hỏi này là Jenny có xài Instagram không? Instagram của mình là jenny.huỳnh.gạch xuống. Câu hỏi này là cậu bao nhiêu tuổi? Năm nay mình 14 tuổi. Nhưng thứ năm tuần sau là sinh nhật của mình, 23 tháng 7. Nên các bạn nhớ ngày sinh nhật của mình nha. Mình không muốn bị bỏ rơi. Nhưng yes, mình cảm thấy hơi già luôn rồi á. Mới là đã 15 tuổi rồi. Cuộc đời trôi qua nhanh quá à. Mình nghĩ là cái vị này nó cũng khá là giống. Ở trà sữa ở ngoài tiệm á thì người ta xài cái bột mà nó như cái này, mình xài sữa tươi và cái đồ kem kem kia nên nó không có béo bằng, nhưng nó cũng khá là giống. Mình đã thay đổi vị trí rồi. Bây giờ mình sẽ trả lời thêm câu hỏi nữa. Câu hỏi tiếp theo là cho em hỏi chị ở bang nào ạ? Bang Cali. Câu hỏi này là bên trong điện thoại của Jenny có gì? Điện thoại mình có những app như là Instagram, TikTok. Hả? Nhưng bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một app này. Thì app này gọi là... Trời ơi. Mình có cái app này gọi là Memory Timer. Là một cái app mà có thể giúp bạn quản lý thời gian và cuộc đời của các bạn có thể ngăn nắp hơn nữa. Nên yeah. Thì mình có những thứ như là đi ăn trưa với bạn, đăng video đi con này, đi chụp hình và sinh nhật của Jenny. Đây là những cái mình đã có cho tuần này và tuần sau. Thì mình sẽ bấm vào cái đăng video đi con này và thì đếm xuống thời gian nên bạn có thể nhìn thấy và nhớ cái đó hơn. Và bây giờ mình sẽ làm cái thay đổi cái wallpaper. Thì có rất là nhiều hình nền. Thì mình sẽ chọn cái hình nền này. Đây là hình nền Avengers. Thì cái này nó sẽ có cái hình nền mình đã chọn. Nó nhìn rất là ngầu luôn. Wow. Yeah. Và cái app này còn có cái chức năng mà có thể là mình nhớ uống nước. Giống như là đây là những thời gian mình có thể chọn để nhắc mình uống nước. Yeah. Và như thế này nên thì giúp mình uống nước thường xuyên hơn và kiểu như là giúp cho sức khỏe của mình nữa. Mình nghĩ là bạn download app này bạn có thể làm cuộc đời của bạn càng ổn hơn nữa. Các bạn hãy download Memory Timer ở trên iOS hoặc Android.
Phiên bản Android tôi miễn phí nhưng phiên bản iOS thì phải trả tiền gì? Nhưng có ưu đãi miễn phí đến ngày 30 tháng 7. Whoop. Câu hỏi này là em thấy mấy bạn của chị ở Việt Nam nhưng sao bây giờ lại ở Mỹ? Lý do là vì hai bạn đó cùng là có gì đó liên quan đến Mỹ. Cái bạn này á ở Mỹ cho 6 tháng rồi, nhưng bây giờ mình mới qua gặp. Và cái bạn này thì cũng qua một ngày sau mình qua. Yes. Hashtag khu Việt Nam Vlog. Mình rất là muốn làm khu Việt Nam Vlog nhưng hiện tại á là mùa dịch nên các nhà hàng cũng chưa có mở cửa. Đó là hết câu hỏi rồi. Ok, bye bye.